Hello, xin chào mấy anh em ha. Chúc mấy anh em ngày mới tràn đầy năng lượng ha anh em. Bữa nay tiếp tục lên cái mẫu lồng đấu lồng hoặc xài ha anh em. Lồng xài này thì để mình đi bẫy anh em. Lồng này thì làm toàn bộ thủ công ha. Lồng là làm thủ công cứng lắm, chắc dữ lắm. Này bóp về đây không chút nhích gì nữa ha. Này làm nền dây ra kỹ lưỡng nha anh em, chắc chắn ha. Rồi này, kỳ luôn anh em. Anh em ngồi lên cũng bình thường quá vậy. Lồng này anh em xài bền lắm anh em. Khó mà hừng ra nổi lắm. Ha, lòng này bền cứng chứ em ngồi lên này cũng bình thường thôi có gì ha. Món xài này để được bẫy nó có hai ngăn nghe nè, hai ngăn ha, cứng lắm. Bóp tay gì ra không nhúc chích nữa ha, bền lắm này. Mà nó lòng này xài mình đi bẫy thì cái lòng này thì trong này thì có đủ phụ kiện cho anh em hết trơn ha. Có bên nào cũng có cống nước, có đế đồ đầy đủ ha, ghế luôn ha anh em, thì có áo lòng đồ đầy đủ cho ha anh em, thì đầy đủ bộ phụ kiện luôn, bao ship cho anh em luôn. Bao ship cho anh em luôn là 450 anh em. Thì cái lồng này thì cái lồng hộp xài này để mình đi bẫy anh em, hoặc mình đi bẫy thì cái lồng hộp xài này cái chiều dài của nó là 47 anh em. Chiều dài của nó là 47 ha, chiều cao nó là 20 anh em. Giá em đang bán cho anh em là giá 450 bao ship luôn ha. 450 bao ship cho anh em luôn. Thì cái lồng này thì anh em xài bền lắm nha anh em. Thì nó đầy đủ phụ kiện ha. Có áo lồng, có cống nước, có đế rồi cho con của mình đứng luôn ha anh em. Tiện lắm ha. Này toàn bộ làm thủ công anh em, dây rồi làm chắc chắn lắm nha anh em. Lồng này bệnh anh em ngồi lên chịu bình thường không hư hao nó chân ha anh em. Rồi ha, cái lồng này em nhắc lại anh em ha, chiều dài 47 anh em, chiều cao 20 ha, chiều dài 47, chiều cao 20 anh em. Thì cái lồng này em bán giá là 450 bao ship anh em ha, đầy đủ phụ kiện về tới anh em luôn ha anh em. Rồi tiếp tục giới thiệu cho anh em thêm một cái mẫu lồng hoặc đào anh em. Lồng này thì ok lắm nha anh em, mẫu lồng này thì nuôi giữ đuôi ha, nó là cực kỳ luôn anh em. Thì cái lồng này chiều rộng của nó là 40, chiều cao 27 anh em. Chiều rộng 40, chiều cao 27 ha. Rộng 40, chiều cao 27. Thì nó trong nó cũng đủ hết trơn anh em, thì cũng hai cống ấy đồ đầy đủ ha. Thì có đế hứng phân nữa. Cái lồng này thì em đang bán giá 400 nha anh em, toàn bộ thủ công ha. Mấy cái lồng này xài bền lắm nghe anh em. Mấy lồng này xài anh em xài chỉ hư là hư. Anh em phơi anh em treo ngoài nắng hư mấy cái đế hứng phân rồi vậy thôi chứ. Ngoài ra thì nó cũng không hư gì ha anh em. Nó bền lắm ha. Này xài hoài không hư ha anh em. Thì cái này bán 400 nha anh em, chiều rộng nó là 40, chiều cao nó 27 ha. Có hộp cái quả cái lồng hộp đào ha anh em. Quả đào ha. Quả đào này thì rộng 40, chiều cao 27 nha anh em. Giá bán 400 bao ship đầy đủ phụ kiện về tới tay anh em ha. Làm toàn bộ thủ công chắc chắn nha anh em. Xài bền lắm ha anh em, xài 5 7 năm thì buông ra bình thường không hư hao nó chơi ha anh em. Thì cái lồng này cái kích cỡ này thì nó vừa lắm nha anh em. Mình nuôi vừa giữ đuôi mà vừa lông mà chim cu mình thoải mái lắm ha anh em. Mẫu lồng này ok, mẫu lồng bán nhiều lắm nè. Lồng này anh em thích nhất luôn. Lồng cái chế đạo anh em thích nhất luôn, đầy đủ phụ kiện ha anh em. 400 bao anh em ship luôn ha. Vậy anh em thả vô nuôi thôi anh em. Chắc chắn lắm nha anh em. Lồng bán nhiều lắm nha anh em. Rồi chúc anh em ngày mới tràn đầy năng lượng ha. Rồi anh em nào có đặt thức ăn thì em có thức ăn luôn ha anh em, ngũ cốc ha. Bên em có ngũ cốc siêu vip luôn. Đầy đủ thức ăn luôn ha anh em. Ngũ cốc nè, đủ thức. Ngũ cốc này thì trong này em chọn tới 12 loại ha anh em. Ngũ cốc làm chọn ngũ cốc chứ em không có chọn là đậu xanh, mè đen hoặc là lúa gì trong này hết trơn nha anh em. Hàng của em hàng tinh sạch ha. Hàng tinh sạch không chất bảo quản nha anh em. Nè, sao cái đen đen này, cái màng ghi qua vàng nha anh em. Màng ghi qua vàng này thì mấy con chim nào yếu đường ruột rồi đó thì bệnh đường ruột ăn từ từ hết luôn ha anh em. Thì ngũ cốc này em bán ký 60 nha anh em. 60 ha, ngũ cốc này ví dụ như giờ em ngũ cốc thì em không có bỏ ship, anh em mua cái lồng này thì có thể thảy vô trong luôn ha anh em. Rồi ok luôn ha. Khỏi tốn ship luôn, quá thuận tiện luôn. Thì cái ngũ cốc này thì em trộn tới 12 loại giống nha anh em, như là cỏ thái bảy màu, thái đen nè, bo bo trắng, bo bo đen, kê vàng, kê đỏ, lắng tròn, lắng dài, mầm ghi, cỏ mỹ trắng rồi đầy đủ trong này chân quân nha anh em. Thì em không có chọn lúa ha, lúa thì em có bán lúa tiêu anh em, lúa tiêu hạt nhỏ đó. Thì ký gì em bán 40. Chứ em không có chọn dương này, đậu xanh với mè đen thì em không có chọn ha, bởi vì cái đó thì ăn tốt thôi nhưng mà nó giá thành thì nó rẻ quá, em không có chọn vô trong này ha anh em. Thì chọn dương này em hạ giá xuống thì cũng được thôi nhưng mà em không làm gì ha anh em. Em chọn những thứ mà ngũ cốc tốt, cực kỳ tốt mà ăn trị bệnh nhân cơm ha. Một ký gì là bán 60 nha anh em. Một ký bán 60 ha, chọn 12 loại trong này nha anh em. Hàng cao cấp ha. Hàng tinh sạch không chất bảo quản, không bụi bặm ha anh em. Về tới tay anh em rồi thổi sạch sẽ ha anh em. Ngũ cốc mua nhiều lắm. Lô em dạng lô với em bán ít ngày hết, em dạng lô khác nữa chứ em không về mà lấp lút vô trong đó rồi để cho nó mối mọt hay là lấy ha anh em yên tâm ha.
phần vệ sinh đồ này nọ em thổi sạch sẽ rồi cho anh em anh yên tâm ha anh em. Cái này là kê đó nhỏ này nè, kê đó nhỏ nè, ký em bán 40 nha nè, ký 40 ha, đầy đủ chân nè. Cái này là cỏ mỹ nè, cỏ mỹ trắng nè, hoa trắng, hoa đỏ, nắng tròn, nắng dài, đầy đủ trong này chân anh em. Chọn trong cái bịch ngũ cốc này tròn bộ ha. Cái mà ghi qua vàng nè anh em, mà ghi qua vàng con nào bị bệnh được ruột ăn từ từ cũng hết luôn nè. À, mà ghi qua vàng ha, anh em nhìn kỹ ha, cái hạt nhỏ như gì ha, nhỏ như gì ha, mà ghi qua vàng gì bệnh ha. Hoàng ghi qua vàng này em bán ký 101 nha anh em, ký 101 ha. Anh em nào cần thì cứ alo em ha anh em. Cái nắng tròn nè anh em, nắng tròn bán ký 80 anh em. À, rồi chứ anh em ngày mới trần đầy năng lượng ha, hẹn gặp lại anh em lần sau. Anh em có cần mẫu nào cứ alo em anh em. Củ cốc hôm ngày bán nhiều lắm nè, giật lô một và bán mấy ngày cũng hết rồi. Rồi hẹn anh em lần sau anh em.